Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm Tin Bóng Đá. Ngay sau đây thì mời các bạn đến với phần dự đoán tỷ số trận đấu giữa Pháp và Ba Lan thuộc khuôn khổ lượt cuối vòng bảng Euro 2024. Trận đấu này diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 25 tháng 6. Pháp không có Mbappe cho trận gặp Hà Lan, nhưng hy vọng tiền đạo này sẽ trở lại trong trận đấu với Ba Lan khi họ tìm cách giành vé đến vòng 16 đội. Lý tưởng nhất là ở vị trí đầu bảng. Tuy nhiên thì Pháp đã không thắng trận cuối cùng ở vòng bảng tại bất kỳ giải đấu nào trong số 8 giải lớn gần nhất, bao gồm World Cup và Euro, kể từ ngày đánh bại Togo 2-0 tại FIFA World Cup năm 2006. Tuy nhiên thì họ sẽ được đánh giá cao trước Ba Lan khi đoàn quân của huấn luyện viên Vorobiev bị loại khỏi Euro 2024 sau 2 trận thua. Tuy nhiên thì trước đây họ chưa bao giờ thua 3 trận trong một bảng đấu tại một giải lớn. Thành tích của Pháp ở các trận cuối của vòng bảng có thể là không tốt, nhưng Ba Lan đã thua trận cuối cùng của vòng bảng ở 3 trong 4 vòng chung kết trước đó tại giải vô địch châu Âu, ngoại trừ trận thắng 1-0 trước Ukraine vào năm 2016. Pháp chưa đánh bại bất kỳ trận nào trong 8 trận ở vòng bảng giải vô địch châu Âu dưới thời huấn luyện viên Didier Deschamps, với thất bại gần đây nhất của họ là lượt thứ 3 tại Euro 2012 trước Thụy Điển dưới thời huấn luyện viên Laurent Blanc. Pháp hiện đang có chuỗi 367 phút không để thủng lưới bàn nào và giữ sạch lưới trong 4 trận đấu quốc tế gần đây. Xét trên mọi yếu tố, Pháp nhiều khả năng sẽ đánh bại Ba Lan, thậm chí với một cách biệt lớn. Các trang báo thể thao lớn trên thế giới đều dự đoán là một thắng lợi cho đội tuyển Pháp trước Ba Lan. Cụ thể, trang Sportmon dự đoán Pháp thắng 3-1, trang WorldScore dự đoán Pháp thắng 2-0. Theo nhận định của trang Opta, đội tuyển Pháp có cơ hội giành chiến thắng cao hơn với 70,3%, trong khi đó thì Ba Lan chỉ có 12,2% khả năng giành trọn vẹn 3 điểm trước Pháp. Về lịch sử đối đầu thì trong 5 lần đối đầu gần đây nhất trên mọi đấu trường, đội tuyển Pháp đang áp đảo Ba Lan hoàn toàn với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Phát biểu trước báo chí trong cuộc họp báo ở trận Pháp gặp Ba Lan ở lượt cuối này, huấn luyện viên Deschamps thừa nhận rằng Kylian Mbappe đang gặp khó khăn với chiếc mặt nạ mà anh cần để bảo vệ mặt sau khi gãy mũi. Thế nhưng việc thở là vấn đề với tân binh của Real Madrid bởi anh rất muốn thi đấu và sẵn sàng trong cuộc đụng độ với Ba Lan sau khi bỏ lỡ trận gặp Hà Lan. Thở thì không phải vấn đề, nhưng tầm nhìn thì là có. Đúng là vậy, tác dụng của mặt nạ là để bảo vệ một số tình huống nhất định, nhưng có hạn chế là góc nhìn. Ông cũng giải thích về câu hỏi liệu Mbappe có chơi tiền đạo cắm được hay không. Rủi ro lớn hơn khi chơi ở vị trí tiền đạo. Những cầu thủ sẽ và cần phải tiếp xúc ở khắp mọi nơi. Trong tất cả các tình huống, đặc biệt là các cuộc đối đầu thay đôi, tất cả phụ thuộc vào vị trí. Cậu ấy phải làm quen với nó, cảm giác của Mbappe khi có cái kính 3D. Mọi chuyện tốt hơn mỗi ngày, cậu ấy đã tham gia vào các buổi tập của chúng tôi. Vết bầm tím đã giảm đi rất nhiều. Cậu ấy quen dần với việc đeo mặt nạ. Mbappe muốn thi đấu, cậu ấy háo hức được ra sân, muốn thi đấu với Hà Lan và đang rất nóng lòng để có thể ra sân gặp Ba Lan. Trước khi gặp Ba Lan ở lượt thứ 3, như các bạn đã biết, đội tuyển Pháp đã chính thức giành vé lọt đến vòng sau với 4 điểm có trong tay, dù chưa ghi được bàn nào tại Euro. Một chi tiết rất thú vị. Tuy nhiên thì một chiến thắng trước Ba Lan trong trận đấu diễn ra vào 23 giờ ngày hôm nay, 25 tháng 6 sẽ giúp cho Didier Deschamps rất nhiều tại vòng 16 đội. Bởi nếu đứng đầu bảng thì nguy cơ gặp các đối thủ mạnh sẽ giảm đi đáng kể. Như vậy là theo như những gì cập nhật mới nhất từ thuyền trưởng tuyển Pháp, Mbappe đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng ra sân với mục tiêu không gì khác là khai nòng tại giải năm nay. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, tấm vé đi tiếp ở bảng D của vòng chung kết Euro 2024 coi như nằm trong tầm tay đội tuyển Pháp, nhưng N'Golo Kanté vẫn muốn đội nhà kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Với việc Tây Ban Nha đánh bại Albania với tỷ số 1-0, đội tuyển Pháp ở bảng D nghiễm nhiên là có suất đi tiếp khi nằm trong nhóm đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trước mắt Kanté và đồng đội còn trận đấu với Ba Lan, đội đã chắc chắn bị loại. Trước thềm trận đấu gặp Ba Lan, Kanté cho biết đội tuyển Pháp sẽ quyết tâm giành được chiến thắng và chiếm ngôi đầu bảng. Tiền vệ mang áo số 13 của tuyển Pháp cho biết: "Hiện cả đội đang có tinh thần rất thoải mái, tôi cho rằng đội tuyển Pháp đã chơi tốt ở hai trận đã qua. Trước mắt chúng tôi là trận đấu thứ 3 ở vòng bảng,
Bây giờ thì cả đội đang hướng đến chiến thắng thứ 3 và dẫn đầu bảng. Cả đội đã nghỉ ngơi thoải mái, bây giờ chúng tôi đang tập trung cao độ cho trận đấu ngày hôm nay. Ba Lan đã bị loại, lẽ đó Lewandowski sẽ đá với Pháp theo tâm lý là không còn gì để mất. Theo Kante, đội tuyển Pháp sẽ phải đá nhiệt hơn bình thường ở trận đấu này. Ngay từ những trận trước, chúng tôi đã thi đấu đầy nhiệt huyết rồi, nhưng trận tới sẽ còn hay hơn. Chúng tôi hiểu, Ba Lan là đội bóng có năng lực. Vì lẽ đó mà đội tuyển Pháp sẽ phải thi đấu hết mình và làm tất cả để có thể hy vọng vào một chiến thắng cho đội nhà. N'Golo Kanté là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng trong màu áo đội tuyển Pháp tại Euro. Tiền vệ của câu lạc bộ Al Ahly Ittihad là nhân tố quan trọng trong hệ thống thi đấu của huấn luyện viên Deschamps xây dựng cho đội tuyển, và Kanté giành phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trước Áo và Hà Lan. Về phần mình, Robert Lewandowski đã khẳng định rằng anh sẽ tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia Ba Lan sau trận đấu cuối cùng tại Euro. Với tình hình hiện tại, sau hai thất bại trước Áo và Hà Lan, đội tuyển Ba Lan chính thức hết cơ hội đi tiếp ở Euro. Với cá nhân Lewandowski, nỗi đau này dường như được nhân lên gấp đôi trong bối cảnh mà chân sút của Barca vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện vì chấn thương. Ở trận gặp Pháp, có thể Lewandowski được huấn luyện viên trưởng sử dụng một khi đã vững được thể lực. Với tài năng và kinh nghiệm của mình, sự xuất hiện của ngôi sao sinh năm 1988 là một sự bổ sung cần thiết với hàng công của Ba Lan. Với việc năm nay 36 tuổi, Lewandowski được cho là sẽ sớm nói lời chia tay đội tuyển Ba Lan, thậm chí là ngay sau kỳ Euro lần này. Song thì chia sẻ với báo giới, Lewy khẳng định mình chưa có ý định rời bỏ đội tuyển quốc gia ở thời điểm khó khăn này. Ngày mai sẽ chưa phải là trận cuối cùng của tôi cho Ba Lan. Tôi sắp bước sang tuổi 36, có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc rằng liệu tôi có thể thi đấu bao lâu. Nhưng tôi vẫn có nhiệt huyết trong người và không ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của mình. Rồi sẽ đến một ngày nào đó, khi thức dậy tôi sẽ nghĩ đến việc là giã từ đội tuyển quốc gia. Nhưng vào lúc này tôi cảm thấy đội tuyển Ba Lan vẫn có tương lai. Tôi biết mọi việc không diễn ra suôn sẻ khi chúng tôi rơi bảng đấu tử thần. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thể trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai. Chúng tôi đã xây dựng được điều đó ở đây. Tôi nhìn thấy tiềm năng ở đội bóng này. Tôi thấy rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng đã xuất hiện, Lewandowski chia sẻ. Anh đã bỏ lỡ trận mở màn của Ba Lan tại Euro năm nay sau khi dính chấn thương đùi ở trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ một tuần trước đó. Tới trận đấu thứ hai gặp Áo, anh chỉ vào sân thay người và không thể giúp đội nhà tránh được thất bại thứ hai. Chia sẻ về khả năng thi đấu ở trận tới gặp đội tuyển Pháp, chân sút đội tuyển Ba Lan khẳng định: "Tôi đã sẵn sàng thi đấu, tôi nghĩ là mình có thể thi đấu đủ 90 phút." Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.